Chào chào, xin. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình Người Việt Channel. Và thưa quý khán giả, hôm nay là tối thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023. Chào bác sĩ Ngô Bá Định từ miền Nam Cali. Dạ vâng. Xin kính chào chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài chúng ta. Dạ vâng, trước nhất là chúng tôi và bác sĩ Ngô Bá Định xin kính chúc quý vị khi nghe đài xong rồi có một cái giấc ngủ rất là tốt, cũng như là quý khán giả ở Việt Nam và các nơi khác thì bây giờ là buổi trưa rồi. Kính chúc quý vị một ngày bình an, và cũng xin quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách quý vị subscribe, like và share chương trình. Bây giờ thì thưa bác sĩ Ngô Bá Định, ngày hôm nay có cái tin cũng hơi đặc biệt là sao Dạ nhiều vâng. Phó Tổng thống Mike Pence cũng như là ông Donald Trump đã tìm cách ngăn cản không cho ông Mike Pence ra trước bầu thẩm đoàn để mà cơ cuộc điều tra của ông Jack Smith, thì lần lừa chờ hoài và cuối cùng chúng ta mới tòa án cũng quyết định là phải cho ông ra phải khai. Thì ngày hôm nay ông ra khai trước tòa án ở Washington DC khoảng 7 tiếng đồng hồ. Những cái sự kiện gì nói ở trong đó thì chúng ta không biết, nhưng mà Vâng. có một người ta đưa ông vào rất là kín đáo ở bên trang tòa để mà có thể tránh bớt cái báo chí đặt câu hỏi. Nội dung thì chúng ta chưa biết, nhưng mà có thể nói là đây là một sự thất bại của ông Donald Trump tìm cách ngăn cản Mike Pence, bởi vì ông Mike Pence sẽ điều tra về cái vụ ngày 6 tháng 1 của ngày bạo loạn, cho nên chắc chắn là sẽ hé lộ những cái điều mà ông Trump nói gì với ông Mike Pence trước khi mà trong cái ngày 6 tháng 1, nghĩa là làm áp lực như thế nào, nói ra sao. Thì cái điều này rất là quan trọng, thì có lẽ là chúng ta biết chắc chắn là tới đây là phải giơ tay tuyên thệ, mà phải tuyên thệ phải nói sự thật, cho nên ông Biden có thể nói tất cả những cái điều gì mà ông Trump che giấu thì bây giờ có thể bật mí ra. Chúng ta chờ xem trong những ngày tới nói như thế nào. Bác sĩ có ý kiến gì thêm về vấn đề này? Vâng, cháu nghĩ thì tháng 2 thì ông Jack Smith là ông thẩm phán mà đặc biệt mà lo về vấn đề này đó thì cũng đã subpoena, tức là đưa Jack tòa, nhưng mà bên Trump thì muốn dùng đủ thứ chuyện privilege này nọ, cái quyền là hạn mà của cái nhánh mà Hành pháp, đặc quyền hành executive và nhánh pháp. hành pháp đó để mà nhắn, nhưng mà bên tòa gọi là nói là ông tòa ông nói là không không có quyền được làm như vậy. Thì trong vòng chỉ có 2 ngày thôi chú, cái này là ông Pence ra liền. Quý vị nên nhớ ông Pence đó, ông nhìn ông Pence đó, nó có dáng dấp của một tay lưu bị, tay mà nó hèn mà thủ mà nó tính toán mà. Nhưng mà thực ra nếu mà đánh bạc thì tay này không có đánh bạc lớn, nhưng mà lúc nào thủ cũng muốn ăn hết mà hắn ta chỉ muốn làm phó thường dân hay làm một cái nhân vật phụ thôi, chứ hắn ta không thể nào mà tay đại anh hùng như Tào Tháo được hắn ta. Cho nên nhưng mà vấn đề hắn ta ra tranh cử, mà tranh cử thì hắn ta không có muốn, vẫn còn muốn gọi là chài mồi chấm mút những mà người mà bầu cho theo ông Trump đó. Tại vì những tay mà chài mồi chấm mút như Nikki Haley, DeSantis hay là Mike Pence đó, nghĩ là cầu mong là có thể mình sẽ được đứng cái vé là phó tổng thống. Hai là nếu mà ông Trump mà phải vô tù hoặc là bị người ta chán nản quá đó, thì ai là người, phải có một người thế cho ông không ạ? Thì họ nghĩ là họ phải làm cái gì đó mà đừng có mất lòng những mà cái con mà bưng bô liếm đế, những cái đứa mà Trumper mà uống cồn mà cái đứa mà coi kể cả người Việt Nam mà coi Đài Fox nhiều là cũng không đổi thôi. Thì chúng mình nói vấn đề mà những người mà coi Đài Fox nhiều, cái nghiên cứu về tâm lý thấy họ sẽ dữ dằn, họ họ thay đổi tính tình như nào, nó có chiếu trên màn ảnh, thay đổi những người con đó, nói là cha mẹ của họ hay anh chị của em họ đó, những cái tính tình với lại cái temperamental là cái gì chú, cái tính khí nữa, với lại là cái lời ăn tiếng nói, là cái sự mà không còn nhẫn nhịn mà có vẻ hung dữ này nọ đó, mà có tính cách mà thích súng này nọ đó, nó và có tính cách mà thù hận đó chú, hoặc là paranoid tức là tự kỷ em thấy, hoặc là những cái mà sợ hãi và sợ nó bị tụi di dân da màu ấy, tụi mới đến này nọ, nó đến nó thay thế mình này nọ, cái đó nó thay đổi rõ ràng. Mình sẽ thấy trên TV nói về những cái ca đó trong tương lai, thì hiện giờ chỉ có 1-2 ca thôi,
kể về những người con gái nói về về mẹ của họ, về bố của họ thay đổi như thế nào, thì những kẻ đó cháu mới thấy là cái bà bác sĩ ở đây đó, bà vui mừng hí hửng để nói là thân cô ca sĩ đã được chính thức được mướn bởi One American Network đó chú, OAN đó. Mà cái điều đó cháu cháu không thấy đâu nói, chú có thấy không, có đâu nói chính thức là the mother Tucker là cái chữ là Mother Tucker là cháu đã dùng cái chữ đó, nhưng mà gần đây cháu thấy có nhiều đài nhiều tờ báo nó dùng chữ Mother Tucker mà cái tờ báo rất là lịch sự nha, cháu không nhớ cái bài báo là Wall Street Journal hay Politico gì đó hay là Axios đó, là những cái tờ báo mà tiếp bây giờ dùng những lời mà nặng lắm, mà bây giờ họ cũng dùng cái chữ mà the mother Tucker là nói về ông Tucker Carlson đó, cháu gọi ông là fucker Carlson mà là con heo mà khốn nạn đó. Thì bây giờ thì bà bác sĩ đó ở trong phòng dùng của cháu nè, bà hí hửng lên là ông Tucker Carlson đã được OAN mướn rồi. Mà chú có nghe tin đó ở đâu không chú Bách? Chưa nghe thì nghe nói là cái đài, một cái đài của Nga nó đang offer, À đúng, mà cái đài The Nga Russia Today phải không ạ? Vâng và vâng nó ở đài Nga ở Mỹ à, thì mình chưa vâng biết. vâng vâng thì nghe nói đài nào offer hắn ta là 20 triệu một năm. Tucker Carlson làm chỉ khoảng có 6 triệu một năm thôi. Chris Hannity nó là ba mấy đến 40 triệu một năm. Chris Hannity là số 1. Xong rồi đội Dan Sawyer. Xong. Còn Tucker Carlson chỉ có 6 triệu thôi. Nhưng mà hắn ta ký một cái hợp đồng mà viết sách đó là 15 triệu. À, cái là 15 triệu cho cái tiền nhuận book. Chứ không phải là mỗi năm được. Cho nên nhiều người nói là Tucker Carlson mà làm mỗi năm trên 20 triệu là cháu không thấy điều đó nó được chứng nhận ở đâu. À, hay là cháu thiếu sót điều đó sẽ xin lỗi, nhưng mà cháu biết đó thì hắn ta chỉ có 6 triệu một năm thôi. Và thì cháu click cái like, thì trong cái like đó có một ông bác sĩ khác cũng trong vùng này luôn là lại hưởng ứng cái tán đồng cái vấn đề mà tin vui của họ đó là Tucker Carlson đã được OAN mướn. Thì cháu nói những cái sự vội vã, những cái fake news, những cái disinformation, những cái điều mà nó ấu trĩ mà nó không có được, không không có người mà trưởng thành hay là cái người mà trong cái professional, mà cái lĩnh vực mà sĩ nông mà sĩ công mà rồi y nha dược hay là luật sư đó, thì cái người ta phải check cái số đâu đâu đó, ta phải ấy, ta mới mới đăng lên trên cái Facebook của mình, tại vì cái đó là cái đó là cái tâm tiếng, cái đó là cái liêm sĩ của mình, là một cái integrity của mình, mà mình đem lên những cái điều mà nó không có khẳng định mà là hí hửng vui mừng như vậy. Mà có những người kẻ mà thật ra cái người vô like có 4 người à chú, không có mấy người nữa, tại vì chắc là nhiều người ta đọc ta biết là cái tin này tin giả, tin không có được khẳng định, chưa có chính thức. Thì ghi vô, mà trong đó cũng có người bác sĩ khác cũng cũng vô like nữa. Thì nói vậy thì trở lại my friend, thì ông này là một tay đáo để đó, là muốn chấm mút, không muốn làm mất lòng Trump. Tại vì ra mà làm mất lòng Trump đó, là Trump nó sẽ giết ngay từ đầu, Trump nó sẽ đánh bạc ngay từ đầu. Hoặc là Mike Pence đó, có một cái phim gì, cái clip video nào mà Trump có hay chăng, cháu cũng không biết, hay là Putin nó có hay chăng không biết. Thì nói chung là Mike Pence có thể là sạch sẽ nhất trên trong đám mà Cộng hòa mà dơ bẩn đi. Thì tay này thuộc lại cũng này mánh mung lắm, miệng là nói tôi không biết gì hết, tôi là có cái quyền quốc hội hay là tòa án không có được quyền ép tôi ra cho khẩu cung, tại vì đó là cái dính đến ngành nghề nghiệp của tôi. Và thật ra cái này là tội hình sự, tội phạm hình sự, chứ không có nói là cái vấn đề dùng đến cái vấn đề mà interfere với cái nghề nghiệp của ông. Cái thứ hai nữa là mà sao ông lại viết sách, ông nói ông không có ra cho khẩu cung mà ông lại viết sách làm ra tiền ông vì tiền, ông muốn viết tiền mà ông viết trong những gì đó. Cái vấn đề như này, đội đại bồi thẩm đoàn đó, bồi thẩm viên đó, với lại chánh thẩm phán đó, với luật pháp Hoa Kỳ đó, họ sẽ nhìn vô những cái gì mà Mike Pence viết trong sách đó, và họ đối chứng với những cái bằng chứng họ có, và họ sẽ hỏi
thạch khảo hạch Mike Pence cho cái khẩu cung hôm nay là trên 7 tiếng đồng hồ, gần 8 tiếng luôn chú. Vâng, thì Mike Pence rất là khôn ngoan đáo để, nếu không nói là ma mạnh đó chú. Tức là hắn ta dàn ra một cái khí thế là tôi không có muốn phản ông Trump, tôi không có muốn phản đám mà extreme MAGA, cái đám mà Trumper đó, tôi cũng có chống cự lại cái vấn đề mà bị hầu tòa, chát tòa để đưa khẩu cung đó chú. Mà tại vì bị bắt quá, tại vì cuối cùng ông thẩm phán nó bắt tôi phải ra, cho nên tôi mới ra thôi, chứ tôi đâu có đâu phản ai đâu, tôi đâu có làm, đâu có muốn truy to to ông Trump đâu, hiểu chú nào. Mà hắn ta trong cái lần mà interview trong cuốn sách, hắn ta viết nó sợ, hắn ta nói với con gái hắn ta mà sợ đến mức mà không thể nào tưởng tượng một cái người mà Donald Trump mà có thể mà cái chú biết cái tay mà phản loạn phiến loạn đó, cái tay mà Mỹ trắng mà cuồng điên mà kỳ thị, nó đang có vũ khí sát thương đó, nó cách Mike Pence chỉ có 40 feet à, có 40 feet thôi. Mike Pence là mà người ta là hang Mike Pence, chú thấy không? Có bao giờ mà có một công cuộc vui chơi du lịch gì đó vừa rồi ra ngoài quốc hội điều trần vấn đề mà cái security border như thế nào đó, cái bà Mỹ trắng nè, bà nói ô cái đó tôi thấy giống như cuộc đi du lịch rất là thân thiện hòa bình. Đi du lịch anh phải tới cái mà gọi là tourist center phải không ạ, phải xếp hàng, phải ghi danh rồi có người đưa đi những cái tour guide ấy, người ta đưa đi, chứ làm cái gì mà đập phá đổ rồi chây cứt chây đái lên trùm lum rồi lấy gậy lấy gọc, trong khi 140 mấy người công an cảnh sát mà quân vệ mà bị thương tích cho đến giờ này mà 5 người bị chết, cộng thêm 2 người gần sau này mới bị chết theo tổng cộng là 7 người, mà bao người bị đánh thê thảm nhìn thấy rõ ràng ngay, mà nỡ lòng nào lại nói là một cuộc thăm viếng du lịch rất là hòa hoãn, thấy cảnh sát đưa mấy người đó đi này nọ. Thì nói chung đó Mike Pence đó nó giống như cái đám mà phò trăm cuồng trăm lật lọng cháo chở, có thể nói những lời mà hoàn toàn là sai với thật, láo xạo để vì cái lợi của mình. Trên tay này rõ ràng tay làm tay ma mảnh hèn hạ đối trong ánh mắt của cháu, thấy không? Miệng thì nói là tôi không khai gì hết, tôi không có đi ra chắc tòa đưa tôi sẽ kháng cáo không ra, tôi lấy cái quyền release của tôi là không được executive, mà miệng lại viết sách ra để làm tiền. Giả bộ nói nhưng mà hắn ta cũng ra tòa để mà nói, cháu nói rồi đây những cái gì mà nói ra hắn ta sẽ không thể thể nào, cái này bây giờ hữu thệ mà, chứ không có chuyện mà nói như sao mà để mà bán được lấy tiền như trong sách đâu, cái này là hữu thệ. Thì cháu nghĩ là bồi thẩm đoàn và thẩm phán sẽ hỏi những cái cú phone call mà John Eastman đó, hay là những cái email đó mà quân Navarro đó, có những tay mà nằm ở trong cái ban đầu não mà dự mưu tham kế mà lập thành những cái chương trình hành động rồi khảo sát những cái hành động đó rồi xác động cái vấn đề bạo loạn, hướng dẫn đưa ra cái ngày mà trên cái gì Facebook là Twitter, trên Twitter đó hay là Parler, giống như Parler, thì Donald Trump nói thẳng cái ngày đó vào giờ đó như thế nào luôn, mà cháu không biết có giờ không mà có ngày luôn, mà cái chương trình hành động và lúc mấy giờ là tụi nó vạch ra rõ ràng. Cái này là có cái tham mưu rõ ràng chứ không phải hành động một cái tính cách mà gọi là đột phát, spontaneous. Mà này nó có dự mưu, tham kế, tham chính, kế hoạch lên đàng hoàng, lên kế hoạch đàng hoàng, và cái sự phối hợp và đưa đến sự mà xác động bạo loạn và dẫn dắt. Thì mình phải tìm ra những người nào nói chuyện với Mike Pence như thế nào, những cái phone call mà ông hình như ông Donald Trump có nói chuyện với Mike Pence mà trên phone sau cùng để cho hình như Giuliani hay là một người nào mà nói chuyện với lại Mike Pence mà Donald Trump không có trực tiếp nói chuyện qua phone phải không chú? Cháu không nhớ ngày đó, thì phải hỏi lại những cái cú phone đó, những cái email đó như thế nào, và mình phải lập một cái tiến trình minute by minute lúc mà Mike Pence phụ trách vấn đề mà chứng nhận cái kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 đó, từ sáng từ lúc 9 giờ sáng cho đến 4 giờ mấy đó, từng phút một là Mike Pence làm gì, cảm nhận như thế nào, phản ứng như nào, nghĩ gì về mình, lo sợ với tính mạng mình như thế nào khi mà thấy những
cái lời nói và hang my friend, cái đó mình phải lấy ra hết. Rồi sau đó phải có một cái thành lập nó tương đương bên Georgia đó, thưa quý vị. Bên Georgia mình thâu được cái lời ăn tiếng nói của Donald Trump, là nói là tao không biết mày kiếm làm sao cho tao được 11.780 cái lá phiếu đi, chỉ hơn Biden chỉ một lá phiếu là chúng ta thắng. Là thì cái lời nói đó cộng thêm cái lời nói mà cũng đã thâu được, cháu không nhớ là thâu được bằng cái audio hay là bằng bằng cái email hay là phone call, cháu không biết nha, cháu không không nhớ. Mà Donald Trump nói lại Jeff Rosen đó là bộ trưởng bộ tư pháp vào lúc đó đó, lúc đó William Barr đã xuống từ chức rồi, chị Jeff Rosen mới nói là như này, cứ nói là cuộc bầu cử có vấn đề có gian lận là I will take care of the rest, à, cái kiểu mà nói như băng đảng với chú, nói những tay mà côn đồ lưu manh mafia, mà nói chuyện mày cứ nói về đi, còn cái chuyện gì tất cả để tao lo. Cái đó là criminal intent, cái đó là có ý đồ mà phạm tội hình sự, cái có ý đồ phạm tội đó, thì cái đó là đối với lại bộ tư pháp. Cái đó là bên bên Georgia, cái bên ông Mike Pence làm sao mà có những cái câu nói miễn là đừng có suicide, cái kiểu mà nói là you have the power. Thì cháu nghĩ là trong một những cái email đó mà John Eastman này, Donald Trump mà gửi cho Mike Pence đó, nó viện dẫn một cái gì mà trong Constitution đó chú, mà cái điều đó không có trong thật sự, cái đó là nó fake ra giả thôi, là phó tổng thống có quyền không có chứng nhận kết quả bầu cử. Thì với lại cái vấn đề mà dụ dỗ mà Mike Pence đó mà làm sao không có chứng nhận cái kết quả bầu cử mà cho ông tổng thống Biden thắng, mà lại chấp nhận cái phái đoàn mà cử tri đoàn giả đó chú, kỹ sư là mà thay thế giả cho phái kỹ sư đoàn thật đó, mà phải chấp nhận cái phái đoàn đó, thì mình mà có những chứng nhận đó là chúng thấy là chết chắc. Mà nên nhớ Mike Pence là cái nhân chứng quan cuối trọng cùng quan quan trọng trọng nhất, dạ tại vì không ai quan trọng bằng người phó tổng thống, mà cái người đó đi bên Donald Trump, mà Donald Trump đã liên lạc nhiều lần để mà nói làm sao mà thay đổi kết quả đó. Thì cháu nghĩ là cái làm sao mình đó là first hand witness đó chú, là nhân chứng tối quan trọng đó. Bây giờ thì làm sao mà mình có cái lời ăn tiếng nói hay là cái email, cái chữ viết mà đứng tên của Donald Trump đó. Chứ còn mà Eastman đó, hay là Navarro, chú biết Navarro viết email nói sao, chúng ta phải làm cái gọi là Green Bay Sweep, tức là chơi football đó, tại football lúc đó đội Green Bay nó hay gặp quarterback đó, nó thảy trái banh rồi nguyên cái dàn mà offensive line của nó đó, nó đi về hướng phải hướng trái đó, để mà nó kéo để cho cái quarterback, running back nó chạy. Thì cái này Navarro nói là cũng như cái kiểu mà làm một cái đội cử tri đoàn giả đó, tức là cử tri giả rồi dùng nó để tấn công để mà thay đổi cái bầu cử mà bầu cho ông Trump luôn, chứng nhận ông Trump thay vì ông Biden. Nó là Green Bay Sweep, mà trong cái email là viết cho Mike Pence. Thì mình phải làm sao có những cái chứng cứ mà đích thân Donald Trump hay là cái người luật sư đứng kế bên lúc đó Donald Trump đứng kế bên đó, cái đó mình có hết, là nói những lời theo tổng thống ở đây nè, ổng muốn là như thế này nè đó, có cái đó là chết chắc. Thì chúng tôi cần thì dựa vào cuốn sách, vừa vào những cái phone call, những cái email và những lời ăn tiếng nói của những người mà nằm trong cái bộ đầu não mà tham mưu mà tham chính về đây, lên ra kế hoạch để mà thay đổi kết quả bầu cử đó chú. Đó. Thì có cái sự, nếu mà trực tiếp từ miệng ông Trump, từ email ông Trump, như ông Trump mà ông không dùng email cháu nhớ, hay là cái phone call từ ông Trump đó, thì đó là số 1. Nó giống như cái cú phone mà ở bên Georgia đó chú, là Russell Berger đó, hoặc là cái nói thẳng với lại Jeff Rosen là cứ nói lên đi, I'll take care of the rest. Đó. Thì cái này cũng vậy. Thì cháu hy vọng là trên tương lai những gì mà Mike Pence mà đã cho khẩu cung đó chú, cho chứng cung đó, thì chúng ta sẽ từ từ cũng tìm ra hết à. Cái đội ngũ mà truyền thông mà bên nước Mỹ này, trên thế giới này ngầu lắm, những cái gì mà đã bước sang vàng đó biết rồi, nó cũng sẽ, chúng ta sẽ được biết. Thì hy vọng là một ngày đó chúng ta biết Mike Pence đã nói những gì, mà khi mà Mike Pence nói những gì đó, chúng ta sẽ đánh giá lại cái mối quan hệ
lúc đó không biết là Donald Trump sẽ nhìn Mike Pence như thế nào. À, mà cháu biết chắc là Mike Pence lúc đó lo sợ về tính mạng của mình lắm. À, ok bạn. Thì đó là cái vấn đề mà cái tin nóng ngày hôm nay. À, cảm ơn bác sĩ. Thì chúng ta biết là ông Mabel là một cái nhân tố rất là quan trọng trong cái cuộc khai về ngày bạo loạn ngày 6 tháng 1. Ai là thủ phạm để mà kêu gọi cái ngày 6 tháng 1? Thì chắc chắn là cái lời khai của ông Mabel là nhân tố rất là quan trọng cho ông Donald Trump. Chính Donald Trump cũng sợ cho nên mình tìm cách ngăn cản. Và ông Biden chỉ cần xác nhận và có thể trang phone ông cũng có đầy đủ có lời nhắn làm hoàng thì chắc chắn là sẽ có một nhân tố quan trọng. Thì chúng ta chờ một vài ngày nữa thì nó như thế nào. Bây giờ trở lại với bác sĩ, cách đây 2 ngày thì bác sĩ tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ ra tái tranh cử vào năm 2024. Thì dư luận báo chí cũng như nhiều nơi bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thì cái số người cho rằng là 70% đó, thì họ không đồng ý ông Trump và kể cả ông Biden ra ứng cử. Nhưng mà ở bên Dân chủ thì họ nói là họ không thích, nhưng mà nếu ông Biden ra thì họ sẽ bỏ phiếu ông Biden. Ông Biden thì thưa bác sĩ, qua cái nhận định của bác sĩ như thế nào? Nhiều người cứ vin vào cái chỗ là ông già, ông lắm, ông hay nói lắp bắp, hay là ông có bị líu lưỡi, vân vân và vân vân. Tôi với bác sĩ đây mà mình nói còn bị líu lưỡi là coi thường. Mà quý vị nghe trên các đài, nghe các anh mà có nói đó, có khi nói ông Trump ra ông Biden, tức là quay nói dông dài rồi quay. Vì vậy cho nên 1.000 con mắt, hàng triệu con mắt nhìn vào cái lời nói của ông Joe Biden. Cho nên khi ông gấp một cái đó là họ thấy không, ông lớn tuổi, ông già, ông lẩm cẩm vân vân và vân vân. Mặc dù ai cũng biết á, là tổng thống Joe Biden đó, là vị tổng thống cao tuổi nhất trong các đời tổng thống ở Hoa Kỳ, ai cũng biết cái chuyện là hay. Tuy nhiên ông nói là bây giờ nghĩa là cho ông một thời gian, thêm một thời nhiệm kỳ nữa để ông hoàn tất cái sứ mạng của ông. Thì bây giờ qua cái nhìn của bác sĩ Ngô Bá Định nhận định như thế nào? Bởi vì ông Trump ông cũng nói sai vậy, cho nên nếu nào mà người cao tuổi đó, như chúng tôi là cũng bình thường, nó lộn là bình thường thôi. Cho nên mà trong khi đó ông muôn ngàn công việc không những ở đất nước này mà từng giờ từng phút ở theo dõi tình hình của thế giới đối phó ra làm sao vân vân và vân vân, thì dĩ nhiên là nó nhiều vấn đề. Các quý khán giả thấy đó, ông tổng thống Obama khi mà ông làm tổng thống tám nhiệm kỳ thì tóc bạc ấy khi ông già ra bạc, bởi vì nó bị nhiều cái áp lực lắm. Bây giờ thì xin bác sĩ cái nhận định, bác sĩ bình luận, chắc là bình luận ông Mai Ben thêm bình luận như thế nào, mời bác sĩ. Và bây giờ tuyệt vời rồi. Để cho nói nhanh là cái bọn dòi bỏ bán nước là Steve Bannon này, nó khai nó không có tội, nó phải nó mai mốt sẽ bị xử án. Cái vấn đề mà ăn chặt tham nhũng mà tham ô mà hối mà lấy tiền mà build the wall chứ xây cái tường á mà gây bao nhiêu triệu lần thêm. Thì bây giờ có hai thằng mà làm việc chung là Steve Bannon đó, cái đứa là Brian Kilmeade, thằng này là bị tịch thu 17.8 triệu và phải đền 2 triệu đô la. Còn thằng Badolato đó cũng là một tay này 58 tuổi, tay kia 41 tuổi, à là những đứa mà chùm về trong vấn đề mà gây quỹ đó thì phải bị tịch thu là 14 triệu đô la và phải đền 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 đó là 2 triệu đô la. Thì thứ hai thì quý vị nhìn thấy đi, làm sao mà một cái nội các mà những tay mà bưng bô liếm đến, những tay chân mình gọi mà đồng lõa đàn em, cứ là crony xứ Việt Mỹ là của đó làm trong toàn những tay mà rác rưởi rồi bỏ, những tay mà phạm pháp hình sự mà đến giờ này người Việt Nam vẫn nói là ổng là thiên sứ mà Chúa gửi xuống để mà cứu đất nước Việt Nam, mà đã diệt tàu cộng sản tàu rồi, diệt được cộng sản Việt Nam mà đem Việt Nam Cộng hòa trở lại cho Việt Nam. Không biết tại sao mà có những người mà cháu bảo đảm, những người đó, những người lười biếng, những người đó họ làm cái gì, họ chỉ muốn mà mượn dao giết người, hay muốn là nằm nằm dưới gốc gốc sung mà chờ sung dụng. Mà những người đó thiệt cháu đi làm hay là làm kết bạn hay là đi làm chung một cái công việc hay là làm ăn gì đó, cháu là chắc chắn là tránh những cái bọn đó nó chỉ muốn là hưởng không à, tức là mày làm đi để tao hưởng. Cái chuyện mà đòi lại dân chủ, đòi lại cái độc lập tự do và đất nước đó, nó sẽ tốn nếu không nói là bao nhiêu triệu người phải đền mạng cho nó. Cái cuộc chiến Việt Nam mà 754 đến 755 chết gần 2 triệu người Bắc Nam để mà lấy là dân chủ, mà tình lấy lại một đất nước đó, là phải đổ máu, là phải mất mạng, là phải chết bao nhiêu.
để mà bảo vệ cái nền độc lập dân chủ của nước Ukraine đó. Người Ukraine phải đổ máu mà chết tan thương như nào. Những người cha mẹ ông bà mà nhìn thấy đứa cháu 11, 12 tuổi làm bị đám thổ phỉ nhưng mà bọn lính Nga đó, hay là Wagner nó đè ra mà nó hiếp ngay trước mặt mình. Có những người cha con mà thấy nó giết ông bà cha mẹ mình ngay trước mắt, có còn nó còn cứa đầu, cắt đầu mà cắt sống luôn đó chú. Giống như tụi Isis ngày xưa đó mà quay video luôn nữa. Thấy không? Thì muốn lấy được độc lập dân chủ không phải là ô ông Trump là thiên sứ Chúa gửi xuống đấy, trong một tay là ngũ độc ma vương thập gian lão quái, tay ăn mày ăn xin cái gì cũng cũng gây quỷ, tay mà ăn gian ăn trật ăn vụn túi túc. Ngũ độc ma vương là độc ác, độc tài, độc đoán, độc đảng mà đầu độc, đúng không? Thập gian lão quái là gian manh, gian ác, gian lận, gian hùng. Không được cái gian hùng Tào Tháo cũng đỡ nữa. Rồi gian dối, gian díu, gian tham. Thì cái tay này mà cháu nói là ngũ độc ma vương mà thập gian lão quái đó, ok, đủ thứ gian. Mà làm sao mà cái người mà trốn lính 5 lần chửi ông mặc ken như vậy, trốn thuế mà đóng thuế cho tàu, mà khi mà đậu xong rồi mời vợ chồng Tập Cận Bình vào Malago để cho con cháu mình hát tiếng tàu, đúng không? Còn biết bao nhiêu thương hiệu bên Thượng Hải, Bắc Kinh còn ở đó cho đến giờ này, đánh với tàu con khỉ đánh mà làm lỗ cái trade war, lỗ nước Mỹ biết bao nhiêu tỷ thôi, người nông dân mất hết, mất biết bao nhiêu tỷ, phải subsidy cho họ 20 tỷ đô la. Thằng Nga trong cái trận chiến nó lời cả mấy trăm tỷ luôn chú, tại vì đậu nành á, Trung Cộng nó không mua ở Mỹ, nó vẫn mua bên Nga, với cái nông phẩm nó mua bên Nga, thằng Nga nó lời được cả mấy trăm tỷ luôn. Việt Nam mà nhờ đó mà những cái thương hiệu, những cái ngành nghề đó, company nó đem về Việt Nam để nó làm Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ tăng lên 32%. Cái nước kế tới là nước Sri Lanka và nước Nam Hàn và Đài Loan đó. Không biết Sri Lanka hay nước đó thì nó và Brazil nữa. Thì những nước nào có lợi là bên ông Trump mà. Người Việt Nam vậy nữa, không biết là vì làm việc cho cái Force 47, cho đợt, cái ban mà tuyên huấn của Việt Nam mà lên đài Facebook là nói tùm lum. Nhưng mà vẫn là nhiều người Việt Nam mình không biết, cứ tưởng ông Trump là người thiên sứ mà Chúa gửi xuống để mà diệt được tàu cộng. Trời ơi, diệt tàu cộng đâu phải dễ, diệt tàu cộng là chiến tranh thế giới thứ ba đó, là thế giới này là phải chết biết bao nhiêu mới được, làm sao mà giết được cộng sản Việt Nam, trời ơi đâu phải dễ. Làm sao mới quý vị, cái vị là nó nói cái miệng không à, làm sao mà mang Việt Nam Cộng Hòa, chúng là Việt Nam Cộng Hòa phải theo Cộng Hòa, ông Ngô Bá Định ơi, trời ơi, Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyên Thiệu là Đảng Quốc gia Dân chủ Cách mạng. Cái tên nghe ghê lắm. Quý vị mở Facebook, check Wikipedia đi, check Internet đi. Đảng của Tổng thống Ngô Đình Diệm là Đảng Cần Lao Nhân Vị. Không có cái gì mà Cộng hòa trong đây đó. Nhưng mà nghe chữ Việt Nam Cộng hòa, chúng ta phải theo Cộng hòa. Chúng tôi là lính Việt Nam Cộng hòa, hậu duệ Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta phải theo Đảng Cộng hòa. Chẳng biết con khỉ gì hết. Nghe chữ Cộng hòa là cứ muốn theo Cộng hòa mà chẳng đọc gì hết. Có nghe là nghe dư luận viên, những tay dư luận viên mà câu view để mà kiếm tiền không à? Và cứ nghe Tucker Carlson nó là lúc mà cái thời chiến tranh Ukraine đó chú, những gì hắn ta nói là Tulsi Gabbard mà nói và chửi cái chính quyền bây giờ, nói là Mỹ muốn tiêu diệt nước Nga, rồi muốn những cái vũ khí sinh học đó mà chế tạo bên biên giới giữa Ukraine với Nga để hòng tiêu diệt Nga, trên Nga nó phải bảo vệ đó. Nó binh Putin, nó nói là Putin, có những thằng mà điên cuồng đến mức là ước gì Putin là tổng thống nước Mỹ nữa. Có chữ ông Forchan đó chú, cháu đọc ước gì á, Nga nó xâm lăng nước Mỹ, lấy nước Mỹ, Mỹ là Mỹ trắng rồi, chứ bọn bọn mà da màu á, di dân thì đảng đừng có tới đây nữa, biết không? Cái mà Debt Ceiling đó mà Kevin McCarthy với lại cái đám mà Freedom Caucus chú, nó vận động làm sao mà cắt rất là nhiều. Bà con cô bác bây giờ, những người nào tôi đừng có bao giờ mà người ta đang thắc mắc tại sao có những đứa mà điên khùng để nói mà nó vote cho những người mà đi ngược lại những quyền lợi bản thân của họ. Tại sao những người Việt Nam mà đi vote những đứa nó kỳ thị người di dân da màu của mình, kỳ thị cái coi đài Fox News, cái cô nó có nói là bố tôi đó đàng hoàng lắm, từ ngày mà ông coi Fox News, ông nghe người nào mà nói cái tiếng Mỹ mà có accent đó, ông lên cơn điên, ông muốn đòi đánh người đó. Rồi ông bắt đầu mua súng, rồi mỗi tính tình ông đối xử với mẹ tôi đó, tôi sợ quá, bản thân tôi mẹ tôi muốn dọn ra mà không mua ở chung, tại tính ông rất là nóng tính.
ổng cọc cằn đụng một chút là ổng muốn đòi đòi rồi gây hấn mà rồi tính cách mà hung dữ đó. Thì những người Việt Nam có khi là họ đã điên cuồng đến mức rồi đó, cho nên cái vấn đề mà không biết là họ họ vote bữa nay cái Dep Ceiling nè, cái mình Kari mới đưa ra propose lên trên thượng viện, cháu nghĩ là cũng cũng không có được thành đâu. Hắn ta cắt student loan này nọ mà gọi là forgiven loan cho 20.000 cho học sinh nghèo này nọ đó, là dẹp luôn những cái tiền mà cho Covid đó chú, có thể là đến có thể dùng cho những cái shot vào số 5 số 6 trong kỳ tới và những cái biến chủng như thế, hoặc là tìm nghiên cứu để chữa những bệnh post Covid. Cháu mới đọc cái vấn đề post, chút nữa cháu nói về vấn đề là post Covid mà cái lân DC mời mấy cái nghiên cứu mới ra nè, thì nó còn nhiều lắm, nhưng bây giờ nó nói những cái tiền đó bây giờ lấy lại hết, không có để phải lấy lại hết. Và những người nào mà muốn chừa sử dụng mà năng lượng xanh đó, mua xe điện hay dùng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện đó chú, mà những cái đó những cái hãng xưởng mà muốn đầu tư cái đó để mang lại cái nguồn nguyên liệu xanh mà không làm nóng địa cầu lên, mà không phải phải bị lệ thuộc vào cái đám mà OPEC plus hay tụi Nga vấn đề mà dầu khí này nọ đó chú, thì những người đó là những cái mà incentive để giúp cho những người đó đó, để người ta có tạo tạo ra những cái công ăn việc làm cho nước Mỹ này đó, dẹp luôn không có những incentive lấy tiền lại. Còn biết bao nhiêu cái cut mà vấn đề mà chống đánh lại cái vấn đề mà khí hậu thay đổi, khí hậu thay đổi là cái đối thủ ghê gớm ngang với chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi nói thật với quý vị, hôm nào quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi hâm nóng địa cầu nó đe dọa tiêu diệt nhân loại chúng ta, đưa đến nhân loại chúng ta sẽ vô cùng khốn đốn, nó ngang gần như bằng chiến tranh thế giới thứ ba quý vị. Đó không? Thì những cái tại sao mà có những người Việt Nam chúng ta là người di dân da màu đang ăn Medicare, Obamacare đó, Affordable Care đó, mà Đảng Cộng Hòa nó muốn repeal, nó muốn thải bỏ 55 lần. Có một lần ông McCain phải dùng cái phiếu Cộng Hòa của mình để mà xây cái, để mà giữ cái sự sống còn lại của Obamacare. Biết bao nhiêu người Việt Nam mình đang ăn nhờ cái Obamacare, Medicare, Housing, In-Home Service, Nursing Home này nọ, Hospice này nọ, và Food Stamp này nọ. Nó cắt tiền Food Stamp. Những người nào khi mà có thì để mà có tiền Food Stamp, để mà có những cái trợ cấp khác đó, anh phải đi làm, anh phải chứng động. Mà những người mà bị stroke, những người mà bị này bị disability đó chú, những người bị tâm thần này nọ đó, đi làm ai mướn đây, những người mà nặng khoảng trên 300 pound đó, đi làm ai mướn đây bằng mấy. Cho nên có những người mà điên cuồng đó, mà không biết gì hết mà nhìn ông Biden đã thấy ghét ổng rồi, thấy ổng già, thấy tóc bạc, da không có láng con, mà nói nhiều khi ông bị stutter đó, bị lấp, thì tự nhiên ghét ổng là hùa theo người ta ghét ổng. À, có những người Việt Nam cháu cháu mới khám cái chị mới cách đây 2 ngày, chị là anesthesiologist ở một cái surgery center ở đây, là chị nói báo buồn cho bác sĩ Định, có mình tôi này, bác sĩ Phan, bác sĩ Phan nói tên ra là cả Busan này biết, là đọc được những cái tin tức, đọc chứ không phải coi đài, họ không có thời gian để coi CNN hay là Fox News gì, họ chỉ đọc thôi, đọc tại vì lúc mà ăn cơm hay là ở nhà hay là họ đọc thôi, họ nghe radio thôi chứ họ không có nghe đài TV. Họ thấy người nào đúng người sai, tại họ biết tiếng Mỹ, họ đây là bốn mấy năm rồi. Thì có 2 người là bác sĩ, còn tất cả những người bác sĩ đây là bầu dông Trump ấy, là vì tiền, là những người làm trên 450.000 lên trên 400.000 đó, thì họ muốn được trừ thuế, là họ vì tiền thôi, à họ không biết gì hết, không cần biết anh là ai. Và những người Việt Nam mà muốn một tay nào mà đánh tàu đuổi mễ đập Mỹ đen hay là đi Hồi giáo lại do Thái giáo, những người mà nó vì mà chỉ có một số nhỏ mà người ta làm điều gì không tốt đó, là vơ nắm cao đũa, là ghét cả một cái dòng giống, cả một màu da sắc tộc người ta luôn, ghét cả một đám Mỹ đen, ghét cả đám mễ luôn, mà trong khi mễ nó còn Nam Mỹ Latin có biết bao nhiêu người mà cứ gọi là mễ hết, giống nhau ta gọi là mễ, tao chửi tụi nó hết, tao cho tụi nó là pin hết, tao là muốn kiếm một đứa nào để mà đuổi đừng cho tụi nó, trong khi mình đã từng là người tị nạn. Chú thấy không, người Việt Nam mình, quý vị mà có những người Fox News á, mà phải làm bạn, mà phải ngồi xuôi đó, làm ăn buôn bán hay là chọn ngọ, là những cái bạn mà sinh tử tâm phúc, thủ túc tình thâm với mình á, quý vị coi nghĩ kỹ lại đi, coi lại hỏi mày coi Fox News, những người đã coi Fox News á, cháu coi để những người mà bệnh nhân là mà bấm Fox News đó hả, cháu chưa thấy người nào mà có cái liêm sĩ, có cái tính khí mà trưởng thành mà nghĩ cho người khác, đa số là ích kỷ đòi hỏi mà chỉ lo cho bản thân mình không à, không có nghĩ đến cái
người y tá người ta nổi mệt như thế nào, người y tá người ta phải phục vụ mình như thế nào. Cháu thấy rõ ràng, quý vị thấy đứa nào mà coi Fox News, Newsmax, OAN á, mà chung thủy trung thành mà không thoát ra được cái bong bóng mà fake news đó, quý vị nên coi chừng những người đó và hỏi họ đó, tại sao anh bầu cho cái đứa mà kỳ thị cực hữu thích súng, cái đứa mà nó ghét những người di dân da màu, những người mà đang hưởng những trợ cấp mà ông bà cha mẹ bản thân quý vị đã 65 tuổi trở lên đang ăn những cái đó, mà tại sao quý vị lại bầu cho cái đứa mà nó đang làm những cái hành động hành xử, những cái kế hoạch, cái chính sách, cái đối sách mà nó đi ngược lại quyền lợi mấy anh đang hưởng. Mấy anh có ngu cũng đừng có ngu đến mức vậy thôi chứ, ngu thì đừng có ngục quá chứ. Quý vị hỏi họ đi, tại sao mình bầu cho những đứa mà nó đi ngược lại quyền lợi của mình. Bây Ông giờ dịch thì cho ông có hiểu. câu câu hỏi với bác sĩ Định này. Nếu mà hai nhân vật của Đảng Cộng hòa là Donald Trump và Ron DeSantis thì hiện tại ông Donald Trump vẫn hơn DeSantis là khoảng 13 điểm. Ông có một cái số gọi là cử tri căn bản là khoảng 30%. Thì người ta cho rằng nếu như là Ma Ben hay là Nikki Haley đều cũng khó khăn lắm, chỉ có hai nhân vật này có thể. Mặc dù cái cuộc chạy đua đó nó còn dài, nhưng mà người ta tiên đoán là Trump sẽ, theo bác sĩ, nếu ông Biden đấu lại với ông Trump, hoặc là giả sử nha, giả sử ông Biden đấu với ông Trump và Biden đấu với Ron DeSantis, thì nhân vật nào ông Biden có lợi thế như thế nào? Cháu nghĩ ông Biden đều có lợi cả hai hết. Ron DeSantis, nếu mà cháu Ron DeSantis, cháu sẽ không có đụng tới Donald Trump. Cháu chỉ ngồi đó mà giái giái trời á, giái trời sao mà nó rớt xuống là bể đầu. Cháu đây, đó thì cháu mà Donald thay vì vái trời mà hắn ta giái trời á, nhiều khi nó rớt xuống thiệt, thì Ron DeSantis cứ 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 kiên nhẫn. Tại vì càng ngày những vụ án hình sự xảy ra, đó là trong cái tội lỗi tội ác nó hiện ra, cái chuyện mà phải đi tù đó, không ai muốn bầu cho một cái tay mà phải vô tù đó. Thì với lại cũng không nên đọc đụng đến Donald Trump, tại những đứa mà Trumper mà nó yêu cuồng yêu vội đó, yêu mà tôi xin người cứ ăn chuối đó, xin mà xin người đừng lìa xa tôi đó, cứ người cứ gian dối đó, thì mà gọi là cuồng điên mà phò Trump rồi đó, có thể miễn là đừng có gây hận gây thù đó, nó sẽ bầu cho mình. Cháu là điện sẽ kiên nhẫn trời chờ thời, giống như Hàng Tín làm trâu nữa chú, ngày xưa làm cho phiếu mẫu đó. Nhưng mà Biden, quý vị đã nhớ nha, từ mười mấy đời tổng thống này đó, tổng thống Biden là tổng thống duy nhất mà đưa cho người ta coi cái hồ sơ mà y khoa của mình. Nhưng từ cái thời chính ông Obama hay là Clinton hay là không có tổng thống nào mà đưa ra, ông Bush cũng vậy nữa, không có tổng thống mà đưa ra cái hồ sơ medical record của mình, tổng thống Biden là đưa ra không có sao hết. Ông Trump là chắc chắn là không 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 dám rồi. Thì ông Biden ông còn nói một cái người thanh niên, mày có thể hít đất đua với tao hay không. Ông Biden ông chạy chạy xe trong đường mà cơn vấn này, nói quý vị mà nói với phó tổng tổng thống Nam Hàn phải không chú? Tổng thống khi mà thay ông dịch đó, ông tổng thống Nam Hàn đó đang ông đọc từ một cái diễn văn của ông. Mà quý vị thấy bao nhiêu năm nay á, quý vị có bao giờ thấy tổng thống Biden nhìn vô tờ giấy hay nhìn vô một cái màn ảnh nào để mà đọc không? Mà tại sao ông nhớ có một lần đó, cái diễn viên mà Address on the Nation đó, The State of the Union đó chú, cách đây một Đọc tháng phải bà liên đó, bang và diễn văn liên bang. cái diễn văn mà cho toàn quốc á, trong đó cháu đến là 79 con số. 79, làm sao mà ông nhớ được 79 con số đó? Cái kiếp sau của thằng Ngô Bá Định này cũng không làm được nữa. Mà ông nói những cái lời văn là những lời văn viết như lời văn rất là hay, phải là người giỏi lắm, những người mà trí thức lắm mới dùng được những cái từ đó, chứ không phải là cứ tremendous great có vài từ của gần đứa lớp 3, lớp 4 mà ông Donald Trump cứ dùng hoài à. Ông không có những cái từ vựng mà của cái người mà có học, của ít nhất là trung học trở lên. Ông dùng là cứ dùng có vài chữ mà con nít nhiều khi nó nghe nó cũng nói ông này, ông cái vocabulary well của ông nó quá giới hạn đi. Ông này bây giờ ông cháu lại Biden. Cái thứ hai nữa là cháu nghĩ cháu đọc sách của ông Biden, cháu nghĩ ông Biden chắc chắn sẽ nghĩ giống như này:
Quý vị nhớ nha, tôi đọc từ từ. Tôi thành thật, chân thành đó, ước nguyện và cầu mong Thượng Đế hãy gửi đến cho nước Mỹ này một nhân tuyển tài giỏi hơn tôi, hay là ít nhất cũng ngang ngửa với tôi, để mà đại diện cho đảng, hiện là đảng Dân Chủ, đại diện cho nền dân chủ, nhân quyền, chống kỳ thị, chống bạo lực, súng đạn, theo cái công lý, công đạo của con người với nhau đó, để mà có cái cơ hội mà thắng cử đó cao nhất đối với cái bọn MAGA mà Republican, cái bọn mà cực hữu mà thượng đẳng bạch bào mà kỳ thị những người da màu, mà nó lo sợ là người da màu sẽ thay thế cho nó. Đó là điều thứ nhất. Cháu là nghĩ là ông Biden ông ước muốn là sẽ có người giỏi hơn ông. Rồi cái điều thứ hai, quý vị nghe kỹ nha. Nhưng nếu mà chẳng may đó, đến giờ này những người đó chưa ra, ông Gavin Newsom á, cháu nghĩ ông Gavin chưa đủ đâu. Ông chắc chắn 2024 ông sẽ ra. Ông Sanders, ông bữa nay interview ông nói là no, ông đã có một tay là bán nước, cái tay mà gian manh nói láo, pathological liar, một tay nói láo mà bệnh tật bệnh hoạn luôn đó, cái tay mà muốn chia rẽ đất nước chúng ta. Và tại sao một con người đạo đức, người có tài năng, cái người mà đứng về phía chính nghĩa, tôi phải ủng hộ ông. Ông Sanders bữa nay nói như vậy, khi mà ta hỏi tại sao anh không ra ứng cử tổng thống kỳ này, ông Sanders ông trả lời như vậy. Thì cháu nghĩ cái điều thứ hai là nếu mà không có ai đó, ông Biden đó, quý vị có dí súng vào đầu ông Biden hay là có đe dọa mà sát thương hết cả nhà ông, ổng cũng nai lưng ra mà đã tranh cử để đại diện cho đảng Dân Chủ để mà tranh cử kỳ tổng thống này. Nếu mà không ai, nếu mà có, cháu nói cái điều số 1, nếu mà có người giỏi hơn tôi, ông Biden, hay là ngang ngửa đi được, quá đẹp, cảm ơn Thượng Đế đã cứu nước Mỹ này. Nhưng mà nếu mà không có ai đó, cho đến giờ này cháu không nghĩ có ai, mà cháu nghĩ ông Swalwell có thể, cháu nghĩ là cái bà gì ở bên Minnesota hay là Michigan đó chú, rồi Buttigieg thì khó lòng lắm, những người mà có đạo hay là những người mà lớn tuổi đó, khó lòng họ muốn nhìn tổng thống mà đi chung với chồng mình, nó cũng không có quen. Đối với cháu là chuyện thường. I went to UC Berkeley, cháu lớn lên bên đây, những cái chuyện đó là LGBTQ cháu là rất là thường. Bệnh nhân cháu là những người mà LGBTQ, có những người trans nữa mà. Mình phải thương người ta chứ. Nhưng mà cháu biết những người lớn tuổi, kể có dòng họ gia đình của cháu nha, họ không có quen. Cho nên cháu nói cái điều thứ hai là nếu mà chẳng may không có ai hơn mà để cho một cái cơ hội mà cao nhất để mà thắng cái đàn MAGA mà suy mà bán nước, mà hại dân, mà kỳ thị và bạo lực súng ống đó, thì có dí súng vào đầu của ông Biden hoặc là giết thương hại cả nhà ông, ổng cũng sẽ tranh cử để mà, để vì sao? Vì sao là điều thứ ba? Vì nền dân chủ của đất nước Hoa Kỳ này và sự tồn vong của một đất nước đa chủng này. Nên nhớ quý vị, đây là nước hợp chủng quốc, không phải là một cái nước thuần chủng như cái đám mà Victor Orban mà nó muốn, là nó ước gì, nó nói là một đất nước, chỉ là một nước khi mà trong đó chỉ có một giống dân thôi. Những gì nó nói là toàn là ngược lại những cái hợp chủng quốc. Nếu không lẽ thì giết nhau à, coi đứa nào thắng à, coi chỉ có một giống dân à. Thì quý vị nên nhớ nha, cái tuổi đó, lúc đó ông 82, tôi thấy có những bệnh nhân, có cái bác 90 mấy tuổi vẫn lái xe như thường. Cái tuổi như là cái con số thôi, nhưng mà cái tuổi sinh học nó khác. Cái người mà vẫn có thể mà nhớ nhớ 79 con số, mà đọc một cái bài diễn văn dài cả hơn một tiếng mà lại không có nhìn vô một tờ giấy gì hết. Vừa rồi quý vị thấy ông tổng thống mà Nam Nam Hàn không, ông đọc ông phải phải nhìn vô đó, ông đọc với cái người phải, chú thấy không, hoặc là ông bà tổng tổng thống mà Brazil mới vừa lên nhậm chức, hay là cái bà gì Puerto Rico hay là gì đó chú, hay là Colombia đó, tổng thống vừa mới lên đó, lên là phải nhìn vô tờ giấy mà đọc. 3 năm nay, gần 2 năm mấy nay, hay là từ trước đến giờ, quý vị có bao giờ thấy tổng thống Biden cầm một tờ giấy mà đọc không?
Trời ơi, nhưng mà những cái vocabulary ông tổng thống Biden là những vocabulary mà rất là những người mà phải học giỏi, học cao mới dùng. Cho nên mà vấn đề không có một tổng thống mà đưa ra cái medical record của mình cho mọi người đều thấy, tổng thống Biden mà thôi. Và những cái thành tựu mà tổng thống Biden đó, chị thấy Obama, chỉ có Obamacare, có cái nào mà chúng ta đã nhớ về vấn đề mà infrastructure, tức là cấu trúc hạ tầng nè, rồi giảm cái lạm phát nè, rồi vấn đề mà giảm súng, 40 năm nay chưa có đạo luật mà giảm cái nguy cơ mà tác hại của súng. Tuy là nó không có nhiều nhưng mà có còn hơn không. Cái gì mà đụng tới súng là đụng tới tính mạng, để đổ máu. Tôi Cộng hòa mà nó bị mua bởi Hiệp hội Súng trường ra của bảo trợ bởi bọn Nga đó hả, là nó không bao giờ muốn thay đổi cái gì về súng ấy. Mà Tổng thống Biden đã làm được điều đó. Cái vấn đề mà bảo vệ quyền mà bỏ phiếu cho người minority da màu, chú thấy không? Và vấn đề làm sao kỳ tới là vấn đề mà tăng tiền thuế tax á, cho những người mà billionaire đó. Tại sao những người mà làm trên 400-500 ngàn như các bác sĩ, luật sư ở đây đó phải đóng tới 30 mấy phần trăm, mà sau cái đám mà billionaire nó đóng chỉ có vài, không tới mấy phần trăm nữa. Tại sao? Tại sao mình đi bầu cái đám billionaire và những người coi Fox News với chú, hoặc lại bầu cho cái đám mà thật giàu có billionaire đó, mà đi ngược lại quyền lợi, nó vote against your own benefit. Tại vì nó cuồng quá rồi, nó ngu quá rồi, nên trong lắm lúc trong công Bây ty giờ này thì mà. xin chị có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và cho nên quý vị, nếu mà quý vị ai mà nói tổng thống Biden, và quý vị nói có những người 80 mấy 90 tuổi vẫn còn lái xe, cái thứ hai ông Biden ông cũng ước mong thượng đế sẽ đưa một nhân tuyển của đảng dân chủ mà giỏi hơn ông. Ông muốn như vậy, ông thèm như vậy lắm. Nhưng mà nếu mà không có đó, thì ông phải là người đứng ra tranh cử để cứu nước Mỹ này, cứu nền dân chủ mong manh của nước Mỹ này. Cháu nói thật hả? Cháu là Putin, Tập Cận Bình, Khomeini, Kim Jong-un hả? Cháu bỏ hết tất cả những tiềm lực của mình, tình báo của mình, bất cứ gì mà cháu có, cháu tung ra hết để làm sao mà cho Donald Trump thắng. Tại Donald Trump thắng là đã đám Mỹ trắng, bạch bào thượng đẳng, thích súng mà thích bạo động mà nó ghét người di dân da màu. Cái đám mà nó thích cho bọn nhà giàu á, nó sẽ làm chủ nước Mỹ này. Thì lúc đó các bác mà bầu cho mấy thằng đó, cái social security bác sẽ bị ảnh hưởng như nào, cái Medicare như thế nào, housing như thế nào, rồi những người mà khuyết tật, người già bị tàn tật, bị xe đụng, bị chẳng may bị này bị kia đó, nó bắt phải đi làm mệt mỏi như nào mới được hưởng những cái mà food stamp hay những cái sự trợ cấp khác. Quý vị không, quý vị hãy khôn lên nhìn lại, nhất là bây giờ quý vị thấy những tay nào cứ coi Fox News, Newsmax, những cái bà bác sĩ mà mừng vội nói là ông Tucker Carlson đã được OAN mướn rồi, mừng, mà tay bác sĩ nào đó cũng vô like luôn. Cháu nghĩ là cái chị mẹ bác sĩ gây mê nói cháu buồn quá, bác sĩ định ngơi trong mỗi nguyên một cái facility đó, đó chỉ có hai người, tôi và bác sĩ Mai, là mến phục bác sĩ Biden, mến phục cái đạo đức, cái tài năng, cái tài ba mà làm những cái đạo luật mà ít có bác sĩ và tổng thống nào làm được. Mấy chục năm nay cái vấn đề mà job employment chúng nó lên cao, mà cái vấn mà thất nghiệp xuống thấp còn có 3 chấm mấy phần trăm, mà inflation nó xuống, tiếp tục xuống, tiếp tục xuống, tiếp xúc như vậy. Mà trong khi đó ông Biden tiếp nhận một đất nước vừa bệnh, vừa chết người, vừa nội loạn lệ lạc, vừa chia rẽ mà rất ư là hung dữ bạo động. Dạ vâng. Mà trong khi đó cái bọn MAGA này, suy nghĩ cái bọn mà Cộng hòa mỗi ngày mỗi giờ nó tìm cách nó nói những cái điều mà chỉ trích Đảng Cộng hòa, nhưng mà khi nó đưa ra những cái đối sách chính sách về kinh tế, quân sự tự do, nó lại đi ngược với những lời nó nói, chú thấy không? Vấn đề nó sẽ cấp viện trợ Vâng. cho Bây giờ Ukraine à. Thì hôm nào mình sẽ nói, rồi sắp sửa tới bầu cử mình sẽ nói cái, để cho bà con cô bác sẽ thấy rõ ràng là ai là thù, ai là bạn. Mà có thể những cái lời nói nào nhanh gọn mà quý vị có thể nói, hay là viết trên email đó, cho những người bà con, những người còn ở giữa giữa của mình đó, để mà thay đổi ý kiến họ. Bây giờ không có một nhân tuyển nào trẻ, tướng đẹp, nhìn thấy mê, thấy phê, những người ăn nói không bị lắp bắp,
mà phải giỏi này nọ đó. Không có đâu quý vị. Nếu mà cái đó không có thì chúng ta phải đoàn kết đứng sau ông Biden để mà cứu cái nền dân chủ mong manh và cái tồn vong của đất nước đa chủng này. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ đi theo dõi. Xin kính chúc quý vị sau khi xem chương trình xong có một giấc ngủ bình an. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào bác sĩ Ngô Bá Định, chúc bác sĩ có một bữa cơm tối ngon. Kính chào. Xin chào chú.